Rồi bây giờ cho tôi bật phần mềm. Đó, phần mềm giao diện như thế này. Bây giờ hướng dẫn học phần mềm này. Tất cả các phần mềm nhé, thì chúng ta đều vào help. Sau đó là đây các help. Các bạn có thể là xem ở đây. Ở đây người ta có cái file này này. File hướng dẫn này. Đấy thì gần như phần mềm nào nó cũng có nhé các em. Đây ví dụ như các bạn vào đây Swan NC Simulation này. Đây Function Introduction này, nó có cái SCC NC System này, nó giống như kiểu là cái hệ điều hành ở trên điện thoại vậy thôi. Thì máy CC nó cũng có các hệ điều hành như thế. Đó, ví dụ như là trên điện thoại nó có Android hay iOS hay là Windows Phone hay là cái hãng BlackBerry, nó có cái phần mềm gì đó, phần mềm tức là cũng về phần mềm của phần mềm điện thoại, hệ điều hành điện thoại đúng không? Thì ở đây có là các bạn nhìn này, ở đây có pha nút này, pha nút này, Synumeric này, Mitsubishi này. Synumeric này hay không? Mitsubishi này. Đấy, HNC này, nói chung là nhiều lắm. Nha. Cho đến H này, Fago này, SkyGrid này. Quá nhiều luôn. Thấy chưa? Ở đây thì mấy cái này là panel điều khiển. Function feature, đó là một vài thông tin. Thì chúng ta quan tâm đến cái thằng mấy cái SSCC NC system này. Được chưa? Rồi chúng ta ở cái máy ở trên trường và ở Việt Nam nhé các em, là người ta thường dùng cái hệ điều hành Phanuc này. Nha. Rất nhiều máy Phanuc rất phổ biến ở Việt Nam. Đó, nên chúng ta cũng sẽ tập trung nhiều vào cái này, nhưng tất nhiên chúng ta cũng sẽ đi thêm một vài cái hệ điều hành khác nha. Đây, ví dụ như hát này, hát cũng là một cái nổi tiếng nha, Pagong này. Đấy, main interface thì tí nữa tôi sẽ vào phần mềm tôi sẽ giới thiệu với các bạn, được chưa? Đấy, thì các bạn ở đây là tài liệu tiếng Anh, bạn nào có thích đọc tài liệu tiếng Anh thì chúng ta có thể là vào đây tham khảo tài liệu tiếng Anh. Menu introduction. Đấy. Rồi, ở đây là Swan NC server, cái này server chứ server này thì mình không làm được rồi, bởi vì phần mềm của mình là phần mềm crack nha các em. Yeah, nên là cái về cái NC server này là bó tay rồi. Rồi cái đây các bạn nhìn này, sau đó nhá là người ta sẽ đưa ra các hệ điều hành như mình hướng dẫn ở các hệ điều hành. Hiện tại của máy của tôi chỉ để là Phanuc này, Synumeric này, Mitsubishi này, hay là Fago này. Thì các bạn có thể là lựa chọn cái hệ điều hành ở đây này các em này. Đó, khi các bạn bắt đầu vào đó, ví dụ máy này, Majak này, Synumeric này, thấy không? EZ Motion này, Mitsubishi Fago H này. Đúng không? Đó, máy của các bạn. Khi các bạn ở các bạn ví dụ như sau này các bạn về mở xưởng đúng không? Các bạn mua một cái máy nào đó, giả dụ nếu không phải là máy mới, nếu máy mới thì sẽ có người chuyển giao công nghệ cho các bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng. Thấy chưa? Nhưng nếu các bạn không có ai hướng dẫn sử dụng, các bạn tự phải mày mò thì các bạn sẽ nhớ đến cái phần mềm này. Thấy chưa? Thì các bạn sẽ mở ra cái máy của các bạn, có mã ở đó, hay là mã giống giống là được nhé. Thì cái giao diện nó sẽ giống giống như thế, thì chúng ta sẽ làm sao? Dễ dàng tiếp cận hơn. Thì chúng ta có lỡ đâm máy ở trong này thì máy của chúng ta nó vẫn còn nguyên vẹn, đúng không? Nó không ảnh hưởng gì cả, của cái chúng ta còn nguyên. Đấy. Còn muốn có những cái này thì ở cái lúc mà setup ấy nha, cài đặt ấy, cái lúc mà chỗ file bắt đầu cài đặt ấy, đây này, chỗ này này. Từ từ nha, đây. Chỗ cài đặt đây nha.
chỗ này này các em, đây đây, khi em gõ cài đặt vào đúng không nha, thì đó bắt đầu gõ cài đặt này thì sẽ có cái chỗ cái này bản cũ 6.9 nha, đấy chỗ này nè, choose component này, đó thì chúng ta có thể là select the type of install này, tức là all CNC system là toàn bộ là có. Còn nếu mà máy của các bạn mà có ở trong cái danh mục này thì các bạn chọn ở trong này nhá, Fanuc này, Sunmeric này, Fago này, Mitsubishi này, dưới này nó còn rất nhiều được chưa, nhưng mà tôi chỉ là bốn cái đó thôi. Thì giờ sẵn tiện là ở đây là cái trong này có danh mục, có danh sách phát nha của cái thực hành CNC đây này, có tức là ở trên 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 cái kênh của tôi nhé, cái kênh này, kênh YouTube của tôi xây dựng lên để cho các bạn, tôi up mấy cái bài giảng cho các bạn thôi, thì lỡ các bạn có không theo dõi kịp ở trên lớp thì các bạn thể là theo dõi ở đây cũng được nha. Rồi chúng ta tiếp tục, đây ví dụ như vào Fanuc này thì nó không, đấy Fanuc này không MIT hay 18M 18IT này nha, ví dụ như ta đang đi vào không IM nhà này, vào system introduction này, đấy thì các em có thể thấy ở đây người ta giới thiệu, thấy chưa, chúng ta sẽ lần lượt được học cái này nha, đó các hệ điều hành đây, Opera, Pania đây, cái đấy là không IM đúng không, không IT đây. Đấy, tiếp ví dụ như một cái khác là Mitsubishi chẳng hạn, đây đó hệ điều hành hệ điều hành Mitsubishi, máy là EZ Motion NC này, E60 này, đó thấy chưa. Rồi tôi tắt nha, ở đây cũng có, hoặc là ở trên cái e-learning của tôi cũng đã đưa lên cho các bạn rồi đó, ở đấy cũng có, hoặc là có file e-learning. E-learning nào, các bạn chờ chút tôi chuyển cái cửa sổ e-learning. Đề cương chi tiết học phần này, đây SSCC Fanuc này, Mitsubishi này, Sunmeric này, đó có bản PDF ở đây thấy chưa, và có cả cuốn sách thực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNC của thầy trưởng khoa của chúng ta nữa nha, thầy Nguyễn Văn Tường, tí tôi sẽ giới thiệu cái cuốn sách này cho các bạn được chưa. Tiếp tục chúng ta đi vào cái cuốn sách của thầy Tường, cuốn sách của thầy Tường là cuốn đây, thầy đây, thầy vẫn không mở mà thầy. thầy biết rồi, bây giờ thầy mới chuyển qua mà, thầy mới loát được mà, thấy chưa. Nha, cuốn này là cuốn thực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNC, rồi chúng ta ở cuốn này trên thư viện có cho các em, hoặc là ở trong e-learning các em load xuống cũng được, cũng dễ dàng thôi. Bây giờ cuốn này là thầy trưởng khoa viết năm 2010 mấy, là 2016 thì vậy. Rồi chúng ta đọc đọc qua về cái một về chương 1 về cái nhu cầu về vận hành ảo máy CNC nhé. Đây, ngày nay máy công cụ CNC ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, hầu hết các công ty gia công khuôn mẫu, các công ty cơ khí lớn trong nước và các công ty cơ khí có nguồn vốn nước ngoài đều trang bị máy CNC dùng cho gia công cơ khí.
Vì vậy, nguồn nhân lực thành thạo về vận hành máy CNC là rất cần thiết cho lĩnh vực gia công cơ khí. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, hầu hết các trường đại học cao đẳng ở nước ta có đào tạo chuyên ngành chế tạo máy đều đưa môn học CNC vào giảng dạy. Tuy nhiên, do giá thành khá cao nên hầu hết các trường chỉ mua số lượng máy CNC ít ỏi, thường chỉ mua một máy cho một loại máy. Ngoài ra, việc học sử dụng máy CNC cũng tốn khá nhiều thời gian do tính phức tạp của việc gá lắp và hiệu chỉnh dao, cài đặt các thông số, lập trình gia công. Được chưa? Đấy, tình trạng chung là các trường, các sinh viên là vận hành thì thời gian tiếp xúc máy ít, thậm chí có nơi sinh viên chỉ được quan sát giáo viên vận hành mà không được thao tác trực tiếp với máy. Thì cái này thì cũng là hiện tượng bình thường thôi. Có nhiều trường thì do cái máy đầu tư quá lớn, cái tính tiền tỷ nhé các em. Đó, những cái máy mà mua mua mới là rất đắt, vài trăm triệu đến cả tỷ. Thì nếu mà cho sinh viên vận hành á, mà nhiều bạn sinh viên nói chung là phải nói là không có tâm nha, đi học thực hành là đâu ở đâu để đâu để trên mây, thế là vào làm rầm cái máy, vài bạn như thế là máy nó sẽ hư ngay, nó sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của máy, rồi có thể làm hư hỏng máy, hỏng dao, dụng cụ, thì ra rất nhiều thứ. Nên là có nhiều nhiều trường là không cho các bạn thao tác, có máy nhưng không cho các bạn thao tác, chỉ nhìn giáo viên thao tác thôi đấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng bớt rồi, bây giờ thì tôi nghĩ là cái máy CNC nó cũng phổ biến nhiều rồi, nên là chúng ta không còn quá là công nghệ trong cái vấn đề đó nữa nha. Thứ hai nữa là cũng phải giám sát các bạn cho nó chặt rồi. Tức là có rất nhiều khó khăn đúng không? Thì để giải quyết các vấn đề vướng mắc, có thể sinh viên thực hành ảo trên máy CNC trước khi vận hành thật. Việc vận hành ảo được tiến hành nhờ các phần mềm chuyên dụng cài trên máy tính cá nhân. Cấu hình các máy tính cá nhân thông thường hiện nay đều đáp ứng yêu cầu đồ họa của gia công ảo, được chưa? Sinh viên có thể tự trải nghiệm thực hành trước khi được hướng dẫn thực hành trực tiếp ở trên máy thật. Các kinh nghiệm mà sinh viên tích lũy được khi thực hành ảo sẽ giúp họ nhanh chóng tiếp cận với máy thật. Vậy với sự phát triển của việc thực hành ảo này thì việc gia công CNC sẽ đạt hiệu quả cao hơn, tiết kiệm thời gian rất thiết thực cho công tác đào tạo theo tín chỉ hiện nay. Đó thì nếu như các bạn sau này cũng thế thôi, các bạn có một cái máy nào đó như tôi nói rồi đó, thì nếu các bạn không có người hướng dẫn, người chuyển giao cái máy cho các bạn, thì các bạn nếu các bạn phải tự mò thì các bạn cũng sẽ vào ở cái phần mềm đó, các bạn có thể tìm cái mã của máy mình ở trong đó, được chưa? Bật lên và vận hành. Khi vận hành thuần thục ở trong đó rồi thì chúng ta sẽ ra ngoài vận hành được. Ngoài ra, vận hành ảo CNC còn có những ưu điểm sau: làm tăng hiệu quả giảng dạy về thực hành gia công trên máy CNC. Các chương trình gia công ảo cũng có thể giúp sinh viên tiến hành một số thực hành mà trên máy thật không thể thực hiện được, như là dò va chạm giữa dao và máy. Để chứ ở gia công thật thì rất là kỵ cái vấn đề này các em ạ. Nó sẽ hư hỏng lên máy. Tiếp theo, ưu điểm đó là giúp cơ sở đào tạo triển khai được một số nội dung thực hành trên các máy mà cơ sở đào tạo chưa có điều kiện đầu tư. Tăng hiệu quả kinh tế nhờ giảm tiêu tốn thời gian trực tiếp đứng máy của sinh viên, đồng thời cũng giảm áp lực cho cơ sở đào tạo khi dùng máy CNC đắt tiền với số lượng ít. Đó, rồi, đây là phần này là giới thiệu một số phần mềm vận hành ảo. Thì có hãng Siemens, nhiều hãng lắm nha. Đó. Chúng ta đi xuống một trang này nữa. Đây, chúng ta sẽ học trên phần mềm OneSoft CNC Simulation nha, hay chúng ta hay thường quen miệng gọi là SSCNC đó. Thì đây trong sách này là thầy dùng phiên bản 7.1, còn chúng ta đang dùng là 6.7, còn chúng ta là dùng bản 7.1. Thì các chức năng chính của SSCNC như mô hình hóa 3D này, xoay động phóng to thu nhỏ, di chuyển màn hình này, làm đầy màn hình này, phân tích mã lệnh G-code này, lập trình theo tọa độ cực này, hiệu chỉnh lỗi này, hỗ trợ nhiều chu trình,
các hệ thống NC khác nhau, mô phỏng file hậu xử lý này, phát và ghi lại Windows Macro này, phát và ghi lại quá trình gia công ở dạng file AVI này, thiết lập và hiệu chỉnh phôi, tự động thay dao, hiệu chỉnh dao, tạo hiệu ứng làm mát, âm thanh và bóc phôi khi gia công. Đấy chưa? Tức là có âm thanh của máy luôn, âm thanh của phôi được bắn ra nó như gia công thật các bạn. Nghe âm thanh rất là thật. Đo lường với các dụng cụ dò cạnh này, pan me thức cặp căn lá, quản lý dao và các thông số vận hành, hỗ trợ nhiều loại dụng cụ cắt theo tiêu chuẩn và cho tạo dụng cụ cắt riêng luôn. Đo kích thước 3 chiều và của chi tiết sau khi gia công. Đo nhám bề mặt dựa vào các thông số cắt gọt và tự động cập nhật trực tuyến. Yeah, cái tự động cập nhật trực tuyến này thì thôi, chúng ta xin phép. Được chưa? Chúng ta dùng, nói nhỏ là dùng phần mềm Crack. Rồi. Nha, đây ở đây thầy có giới thiệu đó, các bạn có thể là đọc sách này cũng được. Nha các em, có tiện có phay đó. Rồi bây giờ đi vào phần mềm đi. Rồi tôi giới thiệu về phần mềm này. Chúng ta đang bật cái máy là 0IM và đang là Fanuc 0IMB nhé, Najin Machine Automation. Đây này các em, thấy chưa? Ở ngoài ra nó có nhiều máy, ví dụ như máy là máy Dosan này. Đó, thì cái máy này cũng nhiều, ở Việt Nam cũng nhiều các em. Nhưng mà máy này tôi ý là tại sao tôi chọn cái máy kia, bởi vì cái hệ điều hành, cái giao diện nó dễ nhìn hơn đấy các bạn nha. Và đấy nó dễ nhìn hơn. Để sao nó có cái từ tiếng Anh này. Thì mới làm quen thì chúng ta làm quen những cái từ tiếng Anh nó ghi sẵn ở đây trên này, nó sẽ dễ dàng hơn là cái việc là chúng ta phải nhìn những cái máy như thế này. Đây. Đó. Ở đây cũng có này, máy này cũng có này. Đây các em này, single block này. Bây giờ nhưng nhiều máy không có nhé, các em nhìn thử nhé. Đây, cái này nhìn khó quan sát hơn đúng không em? Đấy, thì chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ làm quen với cái máy này trước đã. Rồi, thì chúng ta cũng có thể biết rồi là đây, một cái máy thật như này có bao gồm là màn hình giao tiếp này, đúng không? Đây là cái gì? Đây chính là cái này đây này. Cái này chính là cái này này, đúng không? Cái này là cái này này, cái này là cái này này, cái đỏ đỏ là cái này này, đó, đúng không các em? Đấy, thì người ta tách ra đây thôi, thay vì không bấm vào đây được, bởi vì đây là người ta chỉ là người ta chỉ mô phỏng ở đây thôi. Đó các bạn muốn tắt đi thì các bạn có thể là ấn cái chỗ này này, show machine này, đó, tắt đi. Thay đổi cái giao diện, đó, bỏ cái vỏ máy đi. Đây là full này. Đúng chưa? Đấy thì đây là màn hình giao tiếp này, trong đó ở đây có các phím mềm nhé các em. Đây là bàn phím nhập liệu này, bảng điều khiển này. Đúng không? Bây giờ chúng ta đi vào các phím ở trên này là các tức là các thay công cụ đã nha. Thay công cụ xem lên dùng để làm gì nha. Trước tiên chúng ta phải xem dùng để làm gì đã. Thì đây là các thanh toolbar nha. Đây ví dụ thanh là thanh standard này. Đấy, các em có thể nắm kéo này. Được nha. Ở mỗi thanh này thì nó có cái mấy cái gạch chấm ở đây các em này. Đó. Được chưa? Thì mình nắm kéo là được. Đây, nắm kéo thanh này ra.
thanh này là thanh tool đúng không? Đó, thanh standard. Thanh này là thanh gì đó, thanh record này. Đấy. Đúng không? Chứ này thì cầm chúng ta nắm kéo ra thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi làm quen với những cái thanh ở phía trên này nhá. Rồi bây giờ cái này là gì? Cái này là switch window, tức là thay đổi cái giao diện đấy nha. Bây giờ đây là full này, máy này, bảng điều khiển này, nhập liệu rồi màn hình giao tiếp này. Bây giờ các bạn ấn đây cái thì nó chỉ còn một mỗi máy thôi đúng không? Ấn thêm cái nữa thì nó về lại đầy đủ cả ba. Ấn thêm cái nữa thì sao cũng thế, nhưng mà nó sắp xếp cho các bạn. Cái đại loại là nó thay đổi cái cách nhìn đi nha. Switch window đây đây đây, bây giờ cái cách thứ hai là màn hình nó làm lớn hơn một chút đúng không? Đây rồi, tiếp theo là cái này là phóng to thu nhỏ thôi, zoom in zoom out thôi. Đây zoom out zoom in. Rồi cái này là gì? Cái này là view reset, tức là các bạn đang ở vị trí bất kỳ vị trí nào đó nha. Tôi không biết nó đang xoay đi bất kỳ vị trí nào, các bạn ấn cái này cái là thì nó sẽ về cái góc nhìn là cơ bản đầu tiên mà chúng ta có, đó chính là view reset. Tiếp theo là cái này là zoom nha, phóng to thu nhỏ, phóng to này. Đó, các bạn nhìn con chuột đấy nha, khi tôi đẩy con chuột đi lên có cái dấu cộng kìa, đó là phóng, còn đi xuống là trừ, là zoom out. À. Rồi tiếp theo là cái này là pan view nha, tức là di chuyển nó, à, view di chuyển bằng cách dùng bàn tay ấy. Đây này, đây dịch đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại, chúng ta dễ quan sát thôi. Ví dụ chúng ta muốn quan sát đây, muốn đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại để quan sát đấy nha. Đó rồi view reset quay lại vị trí mặc định ban đầu. Tiếp theo là rotate đúng không, là các bạn xoay. Đấy, con chuột các bạn giữ con chuột trái cái là để xoay, rất là đơn giản đúng không? Yeah. Ngoài ra các bạn không có thể không ở đây cũng được, ở đây thêm nữa này, đây có chỗ này là dynamic zoom này. Đó, dynamic zoom là các bạn muốn zoom chỗ nào thì các bạn lấy con chuột thôi nhá. Yeah. Lấy con chuột các bạn cứ vẽ được chưa, giống như kiểu zoom window này. Đó thấy chưa, zoom này. Đó, zoom to hơn, zoom to hơn. Mày chưa kèm? Đó, view reset này. Ở đây thì thể hiện các đây reset view này hay là full screen này, đây các hướng nha, hướng để view. Thì hướng này là hướng XOZ này. Thấy chưa? Còn hướng này là hướng IOZ này, đó hướng ngang ngoài này. XOY này các em này. Thấy chưa? Nhìn thẳng trên xuống, còn reset lại này. Thấy chưa? Rồi, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng chuột thôi cũng được nha các em. Đó, bây giờ các bạn để đang ở pan view, nhưng các bạn muốn phóng to thì bạn cũng dùng chuột để đẩy lên đẩy xuống này. Thấy chưa? Hay là muốn xoay thì các bạn ấn chuột giữa này, xoay này. Xoay qua xoay lại. Đó. Nha. Đấy. Yeah, view reset. Tiếp theo là cái này. Cái này là show machine, là tắt mở cái vỏ máy nha. Và có thể tắt luôn máy. Chỉ quan sát cái nếu có dao thì có sẽ có dao và có phôi. Để làm sao? Để chỉ quan sát cái gì? Khi gia công thôi nhá. Đấy, thay đổi. Được chưa? Cái này là measure, là đo. Chúng ta sẽ làm quen khi chúng ta làm sao? Chúng ta gia công. Đây là cái machine shop. Là cái gì các em? Hả? Machine shop là âm thanh của máy. Rồi tiếp theo nha, hệ tọa độ x hướng này đúng không, y hướng này và z hướng này. Đó, đây chính là show coordinate đúng không,
phôi rồi đây là coolant là dung dịch chân nguội này các em này, tắt dung dịch chân nguội và dung dịch nguội này nha, phôi này đây làm trong cái transparent này làm trong cái phôi nhé, phôi nó sẽ tức là làm trong cả cái máy để dễ quan sát nha, nha đã nhìn cho dễ này, transparent là làm cho trong suốt. Yeah. Rồi tiếp theo này là sâu ATC nha, sâu ATC này là cái gì? À, ATC là cái gì? ATC. ATC chính là cái này em này, các em này. Các bạn nào biết cái này là cái gì không? Hả? Các bạn nào biết cái đấy là cái gì không? Cơ cấu thay dao nha, cơ cấu thay dao bao gồm ổ chứa dao này, ở đây hiện tại là máy này đang là 24 ổ chứa dao này, và ở đây có cơ cấu thay dao đây này, đây này nha, cơ cấu thay dao đó, nó có hai đầu nha các em, một đầu là lấy dao ở trong cái này, một đầu là lấy dao ở trong ổ chứa dao và xoay cái thay cho nhau. Thì chúng ta sẽ quan sát đó, chính là sâu ATC đấy, bây giờ tắt đi này, đấy sẽ là không còn nữa đúng không, đấy tiếp theo là sâu cái giờ tôi tắt đi là các bạn sẽ thấy này, sâu tool position number đó là tức là vị trí của con dao ở trên ổ chứa dao nha, đây bật lên này đó, vị trí ví dụ như tôi gọi T1 M6 thì con dao ở số 1 này nó sẽ lấy, thấy chưa, hoặc là T12 M6 thì con dao ở vị trí số 12 sẽ được lấy ra đó. Thì các bạn đây là cái chế độ là bật tắt cái chức năng nó đi, cái hiển thị ở đây này đấy, sâu tool tức là bật tắt chức năng là tức là có dao đây nhưng mà tôi tắt nó thì sẽ không nhìn thấy dao đúng không. Tiếp theo là sâu J là cái nó là cái toolpad các em, các em lập trình CNC các em sẽ làm quen với cái từ gọi là từ toolpad nha, là cái đường chạy dao đó, thấy chưa. Ngoài ra mấy cái này thì chúng ta sẽ không dùng ở đây nha, mấy cái chức năng record này, ở đây có chức năng thông báo này các em, output message này, sao nó cứ nhảy sang màn hình bên cạnh nhìn là sao ta, output nó là hiện ra cái thông báo thôi. Được rồi, tí nữa tôi sẽ nói tiếp cái đấy. Thôi được rồi, không sao. Đó, rồi. Rồi, được chưa? Rồi các menu ở đây này, các bạn lấy file này, new NC code này. Mấy cái này thì giống của Excel đúng không? New này, đây là open một cái dự án cũ của các bạn này. View này, thì trong này view có cái gì đâu thì các bạn sẽ lấy ra. Đây có cả ngôn ngữ này các bạn này. Đây, bạn nào học tiếng Trung hay là tiếng Đức thì có thể là lựa chọn ngôn ngữ. Được chưa? Display này, show machine này. Đó, chúng ta hiện tại đang là show cái gì nó sẽ hiện ở đây. Nha. Đó, ngoài ở lựa chọn ở đây ra thì các bạn có thể lên ở đây để lựa chọn. Ở đây nó cũng có gộp P này, không sao các bạn sẽ biết này, gộp P này. Nha, hay là đây chức năng measure này, đo này. Exercise là bài tập nha, nhưng mà cái này là dùng cái cho cái network version đó các bạn, chúng ta không dùng cái chức năng này, được chưa. Window và help. Rồi đó, chúng ta đã làm quen với lại cái giao diện của máy nha. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành bật máy và làm một vài thao tác để các bạn làm quen. Bây giờ các bạn sẽ bật máy, các bạn sẽ gồm các bước này. Bước thứ nhất là lựa chọn là ấn nút CNC on này. Đó, bàn máy nó sẽ được
hiện lên, được chưa? Đó, máy đây. Nhưng mà hiện tại các bạn thấy nó đang nhấp nháy cái này này. Được chưa? Cái MG này chính là cái của cái này này, MG này. Đó, emergency stop, được chưa? Khi bật lên, bật CNC on xong, thao tác thứ hai là mở cái nút emergency stop này. Cái nút này mục đích để làm gì? Mục đích là khi các bạn nha, vận hành hay là máy có vấn đề gì á mà các bạn phát hiện được á, thì các bạn ấn thật nhanh vào nút này là nó sẽ dừng khẩn cấp. Bây giờ các bạn học cơ điện tử thì các bạn biết rõ cái nút này rồi, nút này rất là quan trọng, đúng không? Nó còn cái nút cái này là tắt hay là mở khóa, thấy chưa? Chỉ vào nó là mở được khóa thôi. Rồi, đó là các thao tác cơ bản, bật này, tắt bật CNC on này, mở nút emergency stop này, mở khóa này là bước thứ ba. Bước thứ tư là khi bật máy thì các bạn phải về điểm tham chiếu cho máy, thấy chưa? Mắt máy tắt nguồn đi, khi bật lại vận hành cho một ngày mới là các bạn phải về cái điểm tham chiếu, thấy chưa? Về gốc máy hay là reference, reference hay là gọi là về home, thấy chưa? Đây về home này, các bạn nhìn đây này, đó. Rồi ở đây có các phím chức năng nha, home, job, job và pg. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến home. Home để làm gì? Tức là cái những cái này là để là chạy máy nha các em. Home là để về home, để về điểm tham chiếu của máy. Khi các bạn ấn home thì các bạn ấn các trục thì nó sẽ về điểm tham chiếu của máy. Rồi jog là chế độ chạy không, nhờ chạy bộ. Đấy, thì nếu để chế độ jog này các bạn ấn Z cộng thì nó sẽ đi theo hướng Z cộng, các bạn thả ra thì nó sẽ dừng. Hoặc các bạn ấn nút X trừ thì nó sẽ đi theo hướng X trừ, thả ra cái là nó sẽ dừng, được chưa? Đó là jog, tức là cứ ấn là nó chạy, ấn là nó chạy thôi, được chưa? Còn cái chế độ MPG này nha là chế độ dùng cho tay quay nha. Handle jog là chế độ dùng cho tay quay, là cái tay quay lúc nãy mà tôi nói các bạn là cái máy cái bản 7.2 nó không có đấy. Đó, thì cái tay quay này là nó quay một vạch ở trên tay quay thì nó sẽ được một khoảng là bao nhiêu đó, 1 mili hay là 1 phần 10 mili hay 1% hay 1 phần nghìn mili, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái đầu tiên, đó là home. Các bạn ấn home, khi phím home nó sáng, được chưa? Thì nó đang hiện hành, được chưa? Tức là nó đang có chức năng ở đó. Bây giờ chúng ta muốn quan sát vị trí của máy, điểm tham chiếu của máy thì chúng ta vào POS nha. POS là position, thì position có nhiều cái position lắm. Ở đây có ABS, absolute nha, relative hay là all, là toàn bộ đây, relative này, absolute hay là machine. Ngoài ra còn có distance to go nữa, thấy chưa? Rồi hiện tại là máy đang là tọa độ đấy các em này, trừ 400 này, x là trừ 400 bao nhiêu đó, y là trừ 203 và z là trừ 54. Bây giờ tôi sẽ ấn về home nha, về điểm tham chiếu của máy, các bạn sẽ quan sát này xem máy nó sẽ đi về đâu nha. Bây giờ ấn z trước này, đó là z đi lên và hiện tại là thấy là z bằng không rồi này, x này không, y này. Rồi các bạn quan sát máy đang ở bên bàn máy đang ở vị trí góc ngoài cùng bên tay trái, nếu như các bạn đứng vận hành, đúng không? Nếu đứng vận hành, người đứng vận hành nhìn vào máy như này thì cái bàn máy nó đang ở vị trí là đây, nó đang ở vị trí này ngoài cùng bên tay trái, đúng chưa? Rồi các bạn nhìn chú ý này,
các bạn ôn lại kiến thức về lập trình nha, và gốc tọa độ ở trên máy CNC. Giả dụ tôi tắt cái trục tọa độ này đi nha, tôi lấy tạm ra một con dao nha, hiện tại có một con dao đang ở đây. Bây giờ này, tôi muốn bàn máy đi vào phía trong này nha, đi sang phía bên tay phải tôi, thì tôi ấn cái gì? Theo các bạn tôi ấn cái gì? À, các bạn suy nghĩ trong đầu thì tôi sẽ ấn cái gì? Có nhiều bạn nha sẽ hỏi là sẽ nói là tôi sẽ ấn hướng x dương. Được chưa? Tôi sẽ ấn hướng x dương cho các bạn. Muốn ấn hướng x dương thì các bạn về chế độ jog chạy không nha, chạy bộ, các bạn ấn hướng x dương. Đây, ấn hướng x dương. Đó, nhưng hiện tượng gì xảy ra? Các bạn nhìn thấy ở đây nó báo này, alarm message này là cái lỗi 506 over travel x, hiểu chưa? Theo hướng dương. Vì sao? Bởi vì đấy là vị trí dương, tức là lớn nhất của nó rồi, bây giờ chỉ có làm giảm đi được thôi. Đúng không? Tức là chúng ta phải ấn gì? X trừ. Đây, các bạn ấn x trừ này, các bạn thấy không? Đấy, x trừ này. Tương tự nha, y trừ này. Đó, bàn máy đi vào. Và z trừ, các bạn thấy cái tọa độ nó bắt đầu thay đổi này. Đó. Thì làm sao? Các bạn thấy sao? Tọa độ của máy là luôn luôn âm. Đây, các bạn nhìn đây, tọa độ của máy này, machine này nha. Đó. Rồi quay lại cái vấn đề là ấn cái hình cái gì đi hướng gì. Mặc dù nhá, cái tọa độ của chúng ta ở đây là x là hướng này. X này, x dương này. Thấy chưa? Y dương là đi vào phía trong nha. Không, vẽ này không đúng, đi vẽ thế này. Đó, y dương và đi lên là z dương. Đúng cái này gì? Đúng không? Nhưng các bạn để ý này, khi tôi ấn hướng ấn x dương thì bàn máy đi về đâu? À, bàn máy đi về hướng này. Hướng này chứng tỏ là x âm. À, ấn hướng x dương mà sao bàn máy đi về hướng x âm? À, máy có sai sót gì không? À, không nha các bạn nhé. Trong máy phay tôi nha, khuyên các bạn này, quên cái bàn máy này đi. Được chưa? Quên là như thế nào? Quên là coi như nó không di chuyển. Được chưa? Bỏ nó đi. Nhớ cái nút gạch chéo này nha, bỏ nó đi. Và chúng tôi chỉ quan tâm đến cái này thôi. Được chưa? Nếu dao đi về hướng này thì là x dương. Được chưa? X dương. Nếu dao đi vào phía trong là y dương. Nếu dao đi lên nó sẽ là z dương. Đặc biệt lưu ý nha, không quan tâm. Coi như đứng im. Đứng yên. Đứng yên tại chỗ. Đấy, bây giờ các bạn thử này. Bây giờ tôi muốn bằng tôi không nói bằng máy nữa nha. Bây giờ các bạn đang nói, tôi nói như thế thì chứng tỏ là coi như bàn máy đứng im. Bây giờ tôi muốn chúng ta luôn luôn nhìn bàn máy. Chúng ta bởi vì bàn máy nó chạy nên là
là chúng ta nhìn vào máy. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn có cái tư tưởng chuyển đổi nha. Ví dụ như bây giờ tôi muốn này, tôi suy nghĩ này, à tôi muốn bàn máy về giữa, thì cái hướng về giữa là hướng hướng x dương, nhưng mà tôi phải ấn x âm, bởi vì con dao nó đi về hướng ngược lại. Đó, bây giờ tôi muốn bàn máy đi về giữa, ấn hướng x âm. Được chưa các bạn? Đây là tăng tốc lên một chút này. Đây là đấy, cái nút này này, cái nút này là tăng tốc này. Đấy, tương tự này. Tôi muốn bàn máy đi vào phía trong, bàn máy đi vào hướng dương này, y dương này, nhưng mà tôi vẫn y âm bởi vì con dao nó đi ra. Y âm. Được chưa? Đó. Z thì cứ đi lên là dương nha, xuống là âm, đơn giản thế thôi. Được chưa các em? Đó. Bây giờ này, tôi có dao đúng không? Muốn lấy dao thì các bạn làm như thế nào? Các bạn vào đây này, ở đây chính là tool management này nha. Đây, ở trong này có tất cả các con dao, thì các bạn dùng con dao là các bạn lấy ra con dao đó. Ở đây có tool list và tool management và tool magazine. Ở đây là những con dao hiện có. Các bạn lấy con dao nào hoặc muốn sửa con dao nào thì click đôi vào nó. Các bạn muốn thêm một con dao nó thì các bạn lấy ở đây, add, hoặc là muốn delete thì chọn nó xong là delete là được, hoặc edit hoặc reset magazine. Còn cái này là cái gì? Cái này chính là cái này này các bạn. Đó, tool magazine là những con dao được gá ở trên đây. Hiện tại là đang, tôi thấy ở đây là đang trống này, toàn bộ là đang trống này, không có cái gì cả, chứng tỏ là trên ổ dao này chưa có một con dao nào cả. Thấy chưa? Còn cái này là lấy dao thôi, lấy dao thôi. Loát tool, mount tool hay là unload tool nha. Unload là bỏ, là bỏ dao ra, mount là nhập dao vào. Loát tool in for file là loát một cái con dao nào đó. Rồi. Bây giờ ví dụ con dao này là con dao phay thông thường đúng không? Thanh ngón đúng không? Nó là dạng flat này, flat mill này. Ví dụ các bạn muốn nó chiều dài là 130 thì các bạn nhập là 130, click đôi vào nó, đấy kia là 130. Và đường kính ví dụ như các bạn là 12 ly, các bạn ấn ok. Ở đây ngoài ra các bạn có thể là lựa chọn được vật liệu nữa này. Đó. Đấy chưa? Ấn ok. Thì các bạn thấy nó thay đổi thành 130 chưa? Có hai cách để đưa xuống đây nha. Cách thứ nhất là các bạn cầm nắm kéo nó đưa xuống, nắm kéo nó đưa từ từ xuống đó. The tool have been mount on the main spindle. À, lúc nãy tôi lấy một con dao rồi các bạn ạ. Vì vậy con dao số 1 là đã có ổ dao rồi nhé. Bây giờ tôi muốn thêm vào thì tôi phải đưa vào ổ số 2 để nó tránh xung đột. À, con này có rồi, lấy rồi nha. Bây giờ lấy con này đi, con 130, bây giờ lấy 120 đi. Thấy chưa? Tôi chỉ đường kính nó là 8 ly chẳng hạn. Lấy con dao này đây, ok các bạn quay ra đây, các bạn nhìn cái ổ số 2 nó con dao đây, và ổ số 1 chính là con dao này đây. Tiếp theo, ví dụ tôi lấy một con dao khoan nữa chẳng hạn, đây drilling đây, chiều dài bao nhiêu các bạn khai báo đúng không, đường kính bao nhiêu các bạn cũng khai báo, vật liệu như nào các bạn khai báo. Đấy chưa? Ngoài ra các bạn có thể là lựa chọn các con dao nào này ở ở đây nữa, nó có nhiều dao như thế này. Thấy chưa? Nếu các bạn có thể là không chuyên về chế tạo máy thì sẽ không biết hết những con dao này đâu. Các bạn sẽ ấn ok. Rồi, ngoài cách cầm nắm kéo xuống thì các bạn có thể ấn là lựa chọn là add into magazine.
ổ số 2 đúng không? Bây giờ tôi sẽ load vào cái station number số 3. Đây. Thì các bạn thấy không? Số 3 này. Đó. Số 3 đây được load vào. Các bạn ấn OK, các bạn nhìn này. Đấy, ra số 3, đây ra số đây, đây số 4, đây số 3. Thì cái mũi khoan nó được load vào rồi. Đúng không? Đó là lấy dao nha. Ngoài ra có một vài chỉnh, một vài tùy chọn khác thì tôi sẽ chỉ thêm ở lúc vận hành. Bây giờ chúng ta biết sơ sơ như thế. Tiếp theo là phôi. Phôi hiện tại nó đang ở đây. Thì muốn thay đổi phôi thì như thế nào? Muốn thay đổi phôi thì các bạn vào chỗ Workp Setup. Nó là đây. Workp Setup. Ở đây có Stock Size nha, and Workp Claim, and Workp Location và có vài thứ này bên ở bên dưới này nữa. Thì qua lần lượt từng buổi rồi tôi sẽ chỉ các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái Stock Size trước này. Thấy chưa? Và cái gốc tọa độ nha. Workp Coordinate System đó nha, gốc tọa độ và kích thước phôi. Đây, kích thước phôi có thể là nó là box dạng này hoặc là cylinder. Rồi, ví dụ như là 80 này, 120 này, cao là 50 này. Bây giờ đây là vật liệu này, nó có cả vật liệu nữa các em. Vật liệu các bạn làm phôi là gì thì chúng ta lựa chọn ở đây. Bây giờ ngoài ra chúng ta có thể là load cái gộp phi khác bằng một phần mềm nào đó. Các bạn vẽ xong các bạn lưu cái file gộp phi ra. Được chưa? Rồi các bạn nhớ ấn replay, nhớ lựa chọn cái chỗ này này. Replay gộp phi này nhá. Các bạn lựa chọn OK. Đó, các bạn có thấy cái phôi nó sẽ lớn hơn, ngắn nhỏ hơn một chút. Nhưng mà hiện tại là các bạn nhìn thấy nó đang kẹp ở cái eto như này thì dao mà muốn chạm cạnh bên này để lấy gốc rất là khó khăn. Đúng không các bạn? Vì vậy, chúng ta phải điều chỉnh cái vị trí để gá đặt phôi. Điều chỉnh như thế nào các bạn? Vào đây. Workp Claim. Nó có nhiều lựa chọn lắm. Đây, có Step Claim là dạng như thế này. Có S Claim là dạng này. Và chúng ta thường dùng là dạng Vice là cái Eto này này. Ngoài ra muốn điều chỉnh nha, cái logo của nó các bạn nhìn này, logo này, right and left này, logo up and down này, bây giờ right and left này các bạn nhìn lệch qua này, lệch qua này. Đúng không? Đẩy qua đẩy lại này. Đấy. Đúng không? Cái này không ảnh hưởng, quan trọng là cái này này. Cái này nó tịt, cái này thì tí phay rất khó, vì vậy chúng ta phải đẩy lên. Cho up lên, đó. Đúng chưa? Thì tự động phần mềm nó sẽ lấy cái miếng kê, nó kê ở bên dưới cho các bạn. Các bạn lựa chọn OK. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó đã tự động kê cho các bạn để cái phôi cao lên. Thấy chưa? Để dễ dàng thao tác hơn. Đúng không? Đó. Vừa chúng ta đã quen với stock size. Cái về cái hệ tọa độ thì chúng ta phải dùng riêng nha, tức là làm sao chúng ta phải dò xe nó nằm ở đâu chứ không thể dùng cái chức năng tự động này được, bởi vì khi các bạn gá một cái phôi lên trên bàn máy thì làm sao, thì ở ngoài đời là không biết là cái phôi nó nằm ở vị trí nào, được chưa? Nên là chúng ta phải tự động chúng ta dò, chúng ta phải tự thân của chúng ta đi dò chứ không thể nhờ máy được. Máy ở ngoài đời là gần như là không thể tự dò được nha em, trừ có những cái phần mềm nó đi theo máy nha, những option đi theo máy là nó sẽ có mấy cái probe, là mấy cái scan tự động á, chạm vào ba cạnh là tự động nó sẽ lấy gốc cho các em. Thấy chưa? Đó. Rồi có dao, có phôi. Vậy thì
nó thử giống phay thì giống như máy cơ bình thường ấy, là không có bộ điều khiển thì làm như nào? Thì chúng ta vào cái chức năng program thứ nhất nha, hoặc là chúng ta có thể dùng là spindle. Ở đây có spindle. Hiện tại chúng ta chưa bật thì nó sẽ chưa lên. Bây giờ chúng ta sẽ vào muốn mở trục chính này. Ở đây có ba cái chế độ này để chúng ta lập trình. Chế độ thứ nhất là chế độ MDI, được viết tắt của ba từ Manual Data, nhưng mà cái từ ta này tôi viết cách ra một chút, bởi vì nó có Việt viết liền nó sẽ nhảy tiếng Việt có dấu. Manual Data Input nha các em, đó là lập nhập chương trình data dữ liệu, manual là thủ công là bằng tay. Ngoài ra còn có chế độ là edit và chế độ là auto. Bây giờ auto với MDI là nhập bằng tay. Tại sao phải có nhập bằng tay? Bởi vì có nhiều chương trình rất là ngắn, chúng ta không cần nhất thiết là phải lôi cái chương trình ở trong máy ra, chúng ta chỉ nhập một vài cái câu lệnh rất là ngắn thôi, ví dụ như là mở trục chính hay là mở chương trình trên nguội kiểu như vậy, rất là ngắn, thì chúng ta không nên gọi cái chương trình ra, nó sẽ rất là mất công. Mà chúng ta không nhớ là cái chương trình nào là nó là gọi dung dịch mở chương trình trên nguội hay tắt chương trình trên nguội, hay là mở trục chính quay ngược chiếc đồng hồ hay là cùng chiếc đồng hồ đó. Vì vậy cái chức năng Manual Data Input là nó dùng như thế. Còn cái chức năng thứ hai là chức năng Edit và Auto, thì các buổi sau thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Bây giờ MDI là chức năng Manual Data Input này, tôi lựa chọn MDI này, sau đó tôi ấn tiếp Program này. Đây các bạn nhìn thấy ở trên các phím mềm này, ở cái nút này MDI nó đã xuất hiện này, thì các bạn ấn thêm một cái MDI nữa. MDI được chưa? Thì chế độ MDI đã hiện ra. Đây, Program MDI và chương trình, tên chương trình là O0000. Các bạn nhớ lại về thực hành, về học lý thuyết. Tức là sao? Chương trình là có cái từ O ở đằng trước, ngoài ra thêm 4 số ở đằng sau. Được chưa? Rồi, bây giờ câu lệnh nó sẽ là cái gì? Mở trục chính nó sẽ là M3S1200. Ví dụ như thế nha, là mở trục chính theo chu kỳ đồng hồ, tốc độ là 1200. Rồi tôi ấn dấu chấm phẩy nha, dấu chấm phẩy là N of block LB này. Đó, dấu chấm phẩy EOB nha, viết tắt của ba từ end of block. Tại sao khi phải dùng dấu chấm phẩy này? Bởi vì cái câu lệnh có thể là nhiều câu lệnh rất là dài. Thì giờ máy nó sẽ đọc và nó sẽ rà đến cái chỗ nào có dấu chấm phẩy cái là nó tự động nó sẽ ngắt, nó next block, tức là thực hiện câu lệnh tiếp theo. Được chưa các em? Đó, bây giờ tôi sẽ ấn cycle start. Chưa nha, chưa chạy. Bởi vì sao? Chúng ta chưa đẩy cái này lên đây. Chúng ta lập trình xong này, chúng ta LB này, xong chúng ta phải ấn insert. Ba thao tác nha các em, nhập này, dấu chấm phẩy này và insert này. Đó, ghi là nếu có cái lỗi while protect này thì chúng ta mở khóa nó nha, mở khóa protect là đang khóa lại, không cho chúng ta ghi lên. Bây giờ chúng ta ấn insert này, nó sẽ vào đây. Rồi, được chưa? Tôi sẽ ấn cycle start này. Đấy, các bạn thấy cái máy nó sẽ làm sao? Trục chính nó sẽ quay, yeah, main spindle nó đã quay. Rồi, bây giờ tôi có thể dùng giống như một cái máy phay bình thường rồi. Đây, bây giờ tôi giảm tốc độ xuống, tôi để chế độ jog này. Đấy chưa? Rồi, tôi cho máy đi theo hướng Z này.
này, đi xuống này, đúng không? Đó, các bạn thấy foil bắn nhau, y trừ này, đúng không? Y cộng này, y cộng này, và x trừ này. Đấy, z dương này. Các bạn đã thấy giống một cái máy phay thông thường chưa? À, tiếp theo này. Ở chế độ job này thì chúng ta không biết là nó chạy đi bao nhiêu nha. Muốn chạy đi bao nhiêu các bạn vào position các bạn nhìn này. Nhưng mà các bạn cứ ấn cái thì cái tọa độ này nó chạy, nhả ra là nó dừng, ấn là nó chạy, nhả là dừng, nhưng không biết là bao nhiêu, nó không khống chế được, không khống chế được khoảng bao nhiêu. Ví dụ tôi muốn là nó, tôi chạy đến cái giá trị z là đúng âm 97, bây giờ đang là âm 96.628, bây giờ tôi muốn chạy xuống âm 97.000 thì làm thế nào? Thì ở đây có chức năng như tôi nói lúc nãy là MPG nha, chức năng tay quay. Rồi, chức năng tay quay như thế nào? Các bạn ấn vào đây, chức năng tay quay được kích hoạt, và các bạn ấn cái này đây, các bạn lưu ý 7.2 không có nhá, click vào đây thì cái tay quay nó sẽ hiện lên. Ở cái tay quay này chúng ta có thể thấy là cái trăng trắng này nó đang là nút off này, là đang tắt này, thấy chưa? Nút phía cái đầu trắng bên này nó đang ở x1. X1 là gì? Là một vạch ở trên này. Một vạch là sao? Ở đây, từ đây đến đây nguyên một vòng này là 100 vạch này, các bạn nhìn này. 0 này, 10 này, 20 này, 30 này, đến 90 này, và đi đến đây là 100 vạch. Thì nếu cái thằng trắng này nó ở x1 đấy nha, thì một vạch ở trên này, một vạch ở đây là từ đây đến đây này, và một vạch này sẽ đi được một đoạn là 0.001, tức là 1 micro nha em. Còn nếu trắng này nằm ở mức này nha, từ nếu trắng này nằm ở mức này thì sẽ là một vạch ở đây sẽ là 0.01, còn nếu trắng nằm ở mức này là một vạch ở trên cái tay quay này đi sẽ được là 0.1 mm, thấy chưa? Nhưng hiện tại đang là off đúng không? Nếu muốn trục nào di chuyển thì chúng ta điều chỉnh về trục đó. Bây giờ tôi muốn điều chỉnh trục Z đúng không? Này, tôi chuyển qua Z này, thấy chưa? Bây giờ tôi muốn cái tọa độ này đúng là bao nhiêu? Trừ 97.000 đúng không? Thì chuyển về tay quay này, chuyển về Z này, thấy chưa? Bây giờ là một vạch đi là không, một vạch ở đây là đi là 0.1 đúng không? Tôi sẽ cho đến đúng 97 đã, âm xuống đúng không? Âm xuống đi hướng này, đây một vạch này, một vạch, hai vạch này, ba vạch này, bốn vạch này, bốn vạch này, được chưa? Đấy. Rồi, còn mấy cái thằng này muốn chỉnh về thì chúng ta lại chuyển về đây. Ví dụ như cái số 2 này đúng không? Là tôi phải ấn dương tăng lên đây này, đấy, thấy chưa? Đó, rồi, thấy chưa? Trên máy thực hành ảo thì cái tay quay này nó hơi khó hơn một chút so với ngoài đời. Còn nếu ở ngoài đời nhá, các bạn cầm vào các bạn cảm nhận nó rất rõ luôn. À, cầm phát xoay là nó thấy nó từng nấc một luôn, xe, nghe rất rõ luôn, cảm nhận được rõ là từng nấc một luôn. Nha, từng vạch một. Rồi bây giờ chuyển qua này, x này, đúng không? Bây giờ tôi phải đi theo chiều dương này, 8 vạch. Được chưa các em? Rồi đó, như tôi đó. Này, hoàn thành. Thấy chưa? Điều chỉnh tọa độ của Z là âm 97.000. Rồi, tôi tổng kết lại cho các bạn.
tôi đã giới thiệu với các bạn là các tức là giao diện phần mềm, các nút bấm, được chưa? Và lấy dao như thế nào, thay dao ra làm sao, lấy phôi thế nào, điều chỉnh kích thước phôi như thế nào, điều chỉnh vị trí phôi như thế nào, rồi di chuyển bàn máy như thế nào, đúng không? York và MPG các bạn nhớ lại đi. Rồi về home thì như thế nào, đúng không? Nhớ các thao tác. Rồi tiếp theo sử dụng tay quay như thế nào và chế độ MDI như thế nào, nhập lập chương trình, nhập chương trình ở chế độ MDI như thế nào. Đó thì các bạn ôn lại. Nhắc lại này, bật máy này, CNC on này, tắt nút Emergency Stop này, mở khóa này, về home này. Bây giờ ấn home, sau đó ấn các trục này. Rồi mới bắt đầu là thay dao, thay lấy phôi, sau đó là cho dao quay và tiến hành phay thử. Đó, đó là những cái nội dung mà từ lúc nãy tôi nói với các bạn.